Rồi, ok. Mình xin chào các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Hôm nay các bạn, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi lồng đèn trung thu nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái cây này, có tờ sách này đúng không? Nếu các bạn có đón xem những video trước của mình thì mình có quay về những mẫu lồng đèn trung thu nhiều mẫu khác nhau rồi. Đó, capybara, rồi mèo, kurumi, tùm lum nha các bạn. Rồi, ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi là chú thỏ ngọc nhảy múa nha các bạn. Thôi tạm thời mình gọi đi, còn mình không biết, nói chung là hình con thỏ các bạn, mà mình không biết dùng tên nào cho đẹp, thôi tạm thời mình gọi là thỏ ngọc nha các bạn. Đấy, thỏ ngọc nhảy múa nha các bạn. Đấy, có một cái tông màu chú thỏ chúng ta thì có tông màu hồng nè, xanh trắng nha các bạn. Nó rồi, đây là mẫu lồng đèn trung thu cho nên là chúng ta sẽ có thể cầm đi chơi trong nhân dịp trung thu cũng được nha các bạn, hoàn toàn được hết. Hoặc là khi mà hết trung thu các bạn bỏ cái dây này đi, bỏ nhà chơi là thành đồ chơi pin bình thường nha các bạn. Nó có thể linh hoạt chuyển đổi các bạn tùy theo nhu cầu và ý thích của các bạn nha các bạn. Đấy, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè, cận cảnh luôn nè. Đó, cái mẫu này đó các bạn thấy không? Chú thỏ này cái mặt nhìn coi ngây ngô ngố ngố quá các bạn nghe. Khoai cái răng này đó, tay này, tay là tay này đó, chỉ tầm lên cho các bạn. Và chân là nhảy được nha các bạn, nó chân nhảy được nha. Đấy, khá là dễ thương luôn đó. Đây, công tắc này, ồ này cũng công tắc có ba nấc luôn đó, một nấc là sáng đèn, một nấc là vận hành luôn nha các bạn. Rồi cái này, cái máy mẫu này hầu như là toàn công tắc ba nấc không các bạn ơi. Đấy, nó đây mình xách lên thì các bạn thấy không, nó mình xách lên là giống như mình đi ra đi chơi trung thu nha các bạn. Đấy, linh hoạt chơi sao chơi nha các bạn. Đó, chơi trung thu cũng được nè, rồi đi để nhà chơi như đồ chơi pin bình thường cũng được luôn. Đấy, ok. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin vào cho các bạn cùng xem nha. Đấy, pin nó sử dụng thì cũng vẫn là pin 1.5V 2A nha các bạn. Pin mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi, mình không nhắc lại nha. Đấy, ok, bỏ vô lắp vào thôi, quá đơn giản, lắp cái nắp vào. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bật công tắc đèn lên cho nó bạn xem trước nha các bạn. Ủa? À, cái công tắc này là các bạn, vậy là khác mấy mẫu kia các bạn ơi. Này, công tắc này là nó công tắc vận động vận hành, và cái công tắc cuối cùng lại là công tắc đèn các bạn. Đó, các bạn thấy không, thỏ ngọc nhảy ra, nó bị ngược lại so với cái công tắc của mấy mẫu trước các bạn ơi. Ồ, này chạy có mơ một phương ngang à, ta không chạy ngược lại ta. Đây coi, nó phải chạy ngược lại các bạn, nó phải chạy ngược lại chứ đúng không các bạn. Đấy, à nó chạy ngược lại, nó chạy qua xong rồi nó chạy lại nha các bạn. Đó, chú thỏ ngọc trên hai cái mắt long lanh luôn các bạn ơi. À, để coi càng hồi cây quẹo là đeo hay không, quay ngược lại nè. Đó, các bạn thấy không, quay ngược lại. Đó, đó nhúng nhảy xíu cái rồi có đi nha các bạn. À, đèn ở chỗ của rốt này, đèn cái hai cái bàn tay nha các bạn, đèn lỗ tai luôn. Bài hát nghe dễ thương các bạn ha. Đây, đúng rồi, cái mẫu đồ chơi, cái mẫu này nhìn chung là chắc cho dành cho các bé gái thì thích hợp hơn các bé trai các bạn. Nên người nhà sản xuất á, các bạn, cái mục đích của người ta là dành cho bé gái cho nên là người ta sẽ lồng những cái tiếng nhạc nghe nó dễ thương các bạn, chứ không có mạnh mẽ nam tính như là những mẫu đồ chơi dành cho bé trai như các bạn. Hai bên tay nha, mọi người muốn múa luôn, cái chân thì nhảy nhót liên tục không ngưng luôn.
Chạy qua chạy lại các bạn, chạy qua chạy lại. Sắp lên nha các bạn xem nè. Đó, sắp lên thì gọn hơn nha các bạn. Đó, đi chơi vòng vòng được luôn. Đó. Ok. Ok, rồi. À, các bạn cùng nhìn lại chú thỏ ngọc chúng ta là một lần nữa nha các bạn. Đấy, màu hồng rất là dễ thương luôn. À, ok rồi. À, video clip của mình chắc có lẽ tới đây thôi nha các bạn. À, mình cảm ơn các bạn đã xem hết video clip mình nha. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like video, để đó là cách để mình giống như là mình có thêm động lực để mình cố gắng quay đi thêm nhiều video, dành nhiều thời gian, sắp xếp thời gian và quay thêm nhiều video clip gửi đến cho các bạn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha.